Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua tình đường. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn cô Bích Hà do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với luật gia Bích Hà để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề lá cờ ở tại tòa đô chánh của tiểu bang South Carolina và sau cái vụ án mà anh đi lên rút ảnh bắn chín chín người bị chết ở tại trong một cái nhà thờ vào buổi tối thứ tư hai tuần trước đó thì ngày hôm nay chúng ta thấy là rất là nhiều người rất là nhiều đài phát thanh và những cái chương trình nói về cái lá cờ đó thì ngày hôm nay là cuộc tiếp xúc để nhằm tìm hiểu về những cái pháp lý chung quanh cái lá cờ đó và những cái quan niệm về cái sự hiện hữu của lá cờ đó nó có còn có tính thời đại hay là nó có có giá trị lịch sử nào hay không và đó là mục đích chính của chúng tôi À, trước hết xin được kính chào chị Bến Hà. Xin kính chào anh Võ Thành Nhân. Xin chính kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN. Chúng ta có thể nói rằng cái, cái bản tin mà nó làm chấn động, có thể nói rằng là, là rất nhiều người trên thế giới đã đến đó để làm bản tin và đặc biệt là chủ nhật vừa rồi có một cái lễ rất là lớn ở đó. Chị có thể cho biết rằng hiện nay cái câu chuyện nó không chỉ, chỉ những người mà bị bị bắn chết, không chỉ là những người thuộc gia đình những nạn nhân không phải là một cái vụ án sao những, những cái vụ án mà giống như người thấy vấn đề súng vào lên hay là như kia nhưng mà nó có liên quan tới lá cờ lá cờ ở tòa đô chánh ở tại tiểu bang sao carolina dạ thưa vâng lá cờ liên quan tới tòa đấu chánh nếu uh, lá cờ đó, đó ngày hôm nay đang bị sâu xé bởi hai dư luận một bên đòi kéo lá cờ đó ra khỏi khuôn viên của tòa đô chánh tại tiểu bang South Carolina cũng đồng thời kéo lá cờ đó xuống khỏi khuôn viên những nơi khác ở 10 tiểu bang khác nữa của miền Nam là những tiểu bang của liên quân miền Nam à, ngày trước à, nhưng mà đồng thời cũng có những cái dư luận đó là phản đối chuyện đó đối với họ đó là lá cờ đó không có kéo xuống đó là hủy đi cái lòng cái lòng chiến đấu can đảm và cái tinh thần hòa giải của liên quân miền Nam với liên quân miền Đắp khi mà cuộc nội chiến chấm dứt à, để mình biết về nhiều vật lá cờ hơn chút đó, thì Bích Hà xin được tóm tắt về cái lịch sử lá cờ và yeah. cái lá cờ đó đó năm 1860 khi mà à, những cái mâu thuẫn những cái xung đột về quyền lợi về văn hóa, về chính kiến giữa những tiểu bang miền Bắc và những tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ lúc đó đó bùng nổ đó thì uh, tiểu bang South Carolina là cái tiểu bang đầu tiên đứng ra ly khai. Okay. Uh, tiếp theo tiểu bang South Carolina đó thì chúng ta có 10 tiểu bang khác nữa là Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia Arkansas, North Carolina và Tennessee. À, tuy nhiên cái lá cờ mà hiện bây giờ đang gây tranh cãi đó không phải là lá cờ biểu tượng cho liên quân miền nam. Liên quân miền nam có à, tất cả là ba lá cờ. À, cái lá cờ mà hiện bây giờ gây tranh cãi đó là lá cờ gọi là chiến kỳ hay là battle flag của ông tướng Lee là người chỉ huy liên quân miền nam tại vùng bắc virginia tức là North virginia okay. khi mà cuộc chiến chấm dứt thì ông lee nhận tất cả trách nhiệm tức là nhận chất tất cả trách nhiệm về mình và xin khoan hồng cho tất cả những binh lính của liên quân miền nam cũng như xin uh, liên quân miền bắc hãy trả ngựa cho liên quân miền nam để những người chiến sĩ miền nam Uh, được uh, về cày cấy có phương tiện để cày cấy uh, người Mỹ họ cày bằng ngựa chứ không phải bằng bò và sau đó ông làm hiệu trưởng trường Washington University bây giờ là Washington and Lee University uh, uh, thì cái lá cờ đó, đó là bắt đầu được kéo lên từ uh, tiểu uh, bắt đầu được kéo lên uh, ở so sau Carolina đó là đầu tiên là được kéo lên đứng song song với lại quốc kỳ của Hoa Kỳ đứng song song với lại lá cờ của tiểu bang South Carolina ở trên vòm của tòa đô chánh của South Carolina nhưng mà năm 1994 thì cái nhóm NAACP là cái nhóm mà tranh đấu cho quyền lợi của người da màu đó họ phản đối và vì họ phản đối kéo dài khá nhiều năm thì cuối cùng đó là đưa ra một cái thỏa hiệp cái thỏa hiệp đó là, là, cái lá cờ đó sẽ được kéo xuống khỏi cái vòm của tòa đấu chánh không còn đứng chung với lá cờ của lá quốc kỳ và lá à, cờ của tiểu bang sao nữa tuy nhiên vẫn được treo ở trong khuôn viên của tòa đô chánh đó là năm 2000 nghìn và do cái 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 sự thỏa thuận đó đó thì đó, cái thỏa thuận đó là nếu mà muốn có những quyết định gì sau này về cái lá cờ đó thì phải được sự biểu quyết và chấp thuận của đa số quá bán của lập của quốc hội tiểu bang. Do đó mà cho đến ngày hôm nay mặc à, dù là bà thống đốc của tiểu bang là bà Nikki Haley cùng với lại nhiều người khác nữa như là ông thượng nghị sĩ Linh Khoa Ham yêu cầu à, kéo lá cờ xuống, lá cờ vẫn bay trên toàn đô thành. Dạ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói kéo xuống hay là kéo lên đó thì nó có nhiều cái quan điểm hiện nay nó đang được tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà cờ như vậy mà nếu mà chúng ta kéo xuống thì chúng ta kéo xuống vì lý do gì và cái những cái nhận định chung quanh của vấn đề kéo xuống là như thế nào vậy thưa chị? À, đó là cái, cái, cái những cái nhóm mà họ muốn kéo lá cờ xuống đó thì họ cho rằng cái lá cờ đó tượng trưng cho sự kỳ thị. Tại vì uh, Dạng vậy là cái người cái anh chàng đi à, Roof là cái người vừa mới bánh tự thương chính người Mỹ gốc Phi châu trong khi họ đang học giáo lý ở trong cái nhà thờ tên là Modern Emmanuel African Methodist Episcopal Church ở Charleston, South Carolina đó thì là một cái người à, kỳ thị chủng tộc và cho rằng à, giống dân da trắng là giống dân ưu việt và ông đó ông tôn sùng lá cờ thành ra họ nói lá cờ đó tượng trưng cho sự kỳ thị tuy nhiên những người phản đối việc kéo lá cờ xuống nói là lá cờ đó không tượng trưng cho sự kỳ thị không phải là vì ông đi lên tôn thờ lá cờ đó mà lá cờ đó trở thành biểu tượng của một sự kiểu thị lá cờ đó tượng trưng cho sự chiến đấu can đảm dũng mãnh của liên quân miền nam nói chung và của những binh lính dưới quyền của tướng ly nói riêng cũng như tượng trưng cho tương tinh thần hòa hợp hòa giải quên đi quá khứ để xây dựng lại đất nước của hai bên liên quân Nam Bắc nữa yeah. Yeah. và chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà chúng ta có những cái sự bàn cãi như vậy đó thì vấn đề cái quyền của người dân ở tiểu bang ở Carolina nó sẽ trở thành một cái quyền rất là quan trọng để mà họ giải quyết vấn đề này hay là nó chỉ nằm ở trong một cái vòng nào đó của những người đang lo vấn đề lập pháp của, của tiểu bang và vấn đề liên bang thì nó sẽ như thế nào À, theo Bích thà nghĩ thì có lẽ rằng là đó cái chuyện này nó sẽ kéo dài nó kéo dài tại vì uh, thứ nhất là theo như luật khi mà lá cờ đó được kéo từ cái vòm của tòa đó chính đi ra trên cái cột cờ ở trong khuôn viên thôi đó thì đã có một cái đạo luật rằng là nếu mà có những quyết định gì khác thì phải có sự quyết định của bán uh, đa số quá bán của quốc hội tiểu bang thành ra nếu mà bây giờ đa số Quốc hội tiểu bang phải nhóm họp để quyết định. Mà nếu không đạt được đa số quá bán, thì có lẽ rằng là phải chờ đến tháng 11. Tới này khi mà đi bầu cử, thì lúc đó người dân của South Carolina sẽ quyết định là giữ lá cờ hay không giữ lá cờ. Và cái quyết định như vậy chúng ta gọi là trưng cầu dân ý phải không chị? Dạ, thế ừ, đúng rồi. Dạ. Và chương trình của chúng tôi đến đây thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng chưa đủ để mà chúng ta hiểu được cái quan trọng của lá cờ và những cái biểu tượng mà khi chúng ta nhìn đến lá cờ. À, giống như chúng tôi nghĩ rằng là giống như chúng ta mặc dầu chúng ta xa rời quê hương đất nước của chúng ta nhưng mà cái biểu tượng của tổ quốc của chúng ta biểu tượng của những người Việt Nam yêu chuộng lý tưởng tự do vẫn là lá cờ vàng ba sọc đỏ thì đó là một cái chứng minh rất là hùng hồn do đó nên chúng ta giữ cái lá cờ như vậy và cho dù cái hoàn cảnh đất nước có thay đổi cái tính pháp lý của nước Việt Nam có bị thay đổi nhưng mà lá cờ là lá cờ phục vụ cho cái lý tưởng nào đó và cho một cái tổ quốc nào đó của những người như chúng ta đây do đó chúng ta hiểu được cái tâm trạng của những người ở sau Carolina họ muốn giữ cái lá cờ của họ do đến nền cái vấn đề bàn cãi rồi trong tương lai chúng ta sẽ theo dõi vụ này rất là kỹ để chúng ta cho thấy được rằng đó là lá cờ là lá cờ nhưng mà khi là biểu tượng thì còn tùy theo cái quan niệm của mỗi một người nữa của mỗi một nhóm nữa và mỗi một cái một cái thể chế chính trị nào đó khác nhau nữa yeah. dạ thưa đúng rồi và bích Hà nghĩ rằng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay giữa bích Hà và anh nhân sẽ là buổi nói chuyện đầu tiên nhưng mà không phải là buổi nói chuyện dạ, cuối cùng dạ, dạ. chúng ta sẽ phải nói chuyện nhiều về vấn đề đó hơn tại vì nó chính tới biểu tượng và biểu tượng thì rất là quan trọng Dạ, yeah, xin được cảm ơn chị Bến Hà Dạ, yeah, cảm ơn Phỏ Thành Nhân Xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của Đài SBTN Xin kính chào quý vị Kính chúc quý vị một buổi tối an lành vui vẻ Và kính thưa quý vị Chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau gia đình chúng tôi xin chân thành tạ ơn và tri ân thầy thích kiến nhai thầy thích thiện nhẫn ni sư diệu đạo ni sư lợi ý ông bà bác sĩ trần đoàn ban hậu niệm chùa hoa nghiêm hội cựu sinh viên sĩ quan võ vệ quốc gia việt nam hội cựu không quân việt nam hội quảng đà miền đông bắc hoa kỳ hội đồng trung ương hướng đạo việt nam các liên đoàn và toán đoàn hướng đạo việt nam tại virginia maryland và washington dc các đoàn bác họp gia đình cố trưởng tôn thất đông gia đình cố trưởng đỗ văn ninh và nguyễn thị đáp trưởng mai liệu và trưởng trần bạch bích trưởng Trần C và hướng đạo sinh, đạo An Hải, Đà Nẵng, Việt Nam, Cùng các gia đình Xu Gia, Thông Gia, bà con, bạn bè thân hữu đã đến dự tang lễ, gửi vòng hoa phân ưu, gọi điện chia buồn cầu nguyện cho ông Nguyễn Tấn Định Pháp Danh, Như An tại Virginia, Hoa Kỳ, hưởng tọ 82 tuổi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan gia bối rối, nếu có điều gì xin sơ xuất, kính xin quý vị niệm tính tha thứ, tan gia thành kính cảm tạ vợ Nguyễn Thị Thu Nhung và gia đình thân mời quý đồng hương cùng đến chung vui buổi họp mặt hội ngộ trường xưa hoài niệm liên trường tây ninh và lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2015 tại Paracel Seafood Restaurant 15583 Brookhurst Street, Westminster, California 92683 và Picnic Hội Ngộ 2015 vào lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2015 tại Silo Park 7200 Plaza Street, Westminster, California 92638. Mọi chi tiết xin liên lạc Thao Kim Lê 310 371 -9619. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh kính mời quý đồng đạo, quý ân nhân cùng đến tham dự buổi đại lễ khánh thành Thánh thất Cao đài Houston, Texas vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 6 tháng 9 2015 tại Thánh thất Cao đài Houston, Texas 8415 South Brisbane, Houston, Texas 77071 để đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của tôn giáo Cao đài hải ngoại nói chung và thành phố Houston nói riêng đã cùng chung nhau góp phần xây dựng nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng, công trình văn hóa đại đồng lấy bác ái làm chủ đạo, không phân biệt màu da sắc tộc, tôn giáo, đạo đời, mọi chi tiết xin liên lạc hiện tại Trịnh Quốc Thế 832 755 0105 hay hiện tại Dự Phong Trịnh Ngọc Túy 713 302 1625. Kính thưa quý vị đến đây chương trình phát hành các bản tin qua tin đấu sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.